Mình mới nhận con Ritán này mọi người. Ritán nha, xài chạy xe á, rớt phát bể luôn. Giờ không có thấy lên gì nữa nha, chả thấy lên xuống gì nữa hết luôn. Cắm sạc thì thấy có rung nhẹ. Để mình thay màn hình thử nó có sao nha nè. Thì mình đã chuẩn bị một cái màn hình Ritán đây rồi. Thì tiến hành nha nè. Mới nhận đích thi luôn. Tiến hành tháo cái màn hình này ra đã. Để kiếm tiền.